Trước tiên là Sam cảm ơn các bạn đã đầu tư vào khóa học chụp và chỉnh ảnh bằng điện thoại với Sam Nguyễn. Thông qua khóa học này các bạn sẽ chụp và chỉnh được những bức ảnh đẹp, lung linh và ấn tượng, cực kỳ chuyên nghiệp, nhìn như là chụp bằng máy cơ. Điện thoại ngày nay á, nó rất là tốt rồi, nó không phải như những năm trước là hình chất lượng rất là tệ, chụp thiếu sáng rất là tốt, chụp ngược sáng cũng rất là tốt và đặc biệt là những cái phần mềm hậu kỳ nó hỗ trợ rất là nhiều để chụp được ảnh đẹp thì các bạn thấy những bức ảnh này Sam chụp bằng điện thoại cực kỳ ấn tượng rất là nhiều người không nghĩ là những bức ảnh này chụp bằng điện thoại thông qua khóa học này Sam sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước một để làm sao các bạn cải thiện được tư duy cải thiện hình ảnh và chụp hình đẹp hơn bằng điện thoại đầu tiên ở phần 1 thì Sam sẽ chia sẻ cho các bạn cách để mình tránh những cái lỗi mà khi chụp ảnh đối với Sam một bức ảnh đẹp là một bức ảnh nó không có lỗi thì mình phải hiểu những cái nào là những cái lỗi và mình né những cái lỗi đó đi và mình nên chụp ở những điều kiện môi trường nào nó sẽ cho ánh sáng đẹp và những cái đạo cụ nào sẽ hỗ trợ cho mình trong cái việc chụp ảnh đẹp thì đây là cái phần rất cơ bản nhưng nó cực kỳ cần thiết đặc biệt là đối với những người mới chưa có kinh nghiệm nhiều về nhiếp ảnh đôi khi bức ảnh đẹp nó đến từ những điều rất là đơn giản ở phần thứ hai là sam sẽ chia sẻ với các bạn về bố cục hình ảnh những thể loại bố cục và làm thế nào để chụp với từng loại bố cục đây cũng là kiến thức nền tảng rất là quan trọng trong nhiếp ảnh không chỉ cho điện thoại mà thậm chí là máy cơ thì cái phần bố cục á là được sam đặt trọng tâm rất là nặng bởi vì nếu mà mình không hiểu về bố cục á mình sẽ rất là khó để chụp được những cái ảnh đẹp thì khi chụp bằng điện thoại á mình đã đơn giản được một số tính năng đó là mình không phải suy nghĩ nhiều về các thông số như là iso khẩu độ tốc độ giống như chụp máy cơ mình chỉ đơn giản là muốn sáng thì kéo sáng lên muốn tối thì kéo tối xuống cái việc thao tác trên điện thoại nó đơn giản hơn rất là nhiều vì vậy á, cái việc chụp hình trên điện thoại nó sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng máy cơ và nó được hỗ trợ bằng những cái app thì trong cái phần này Sam cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn một số app mà Sam hay sử dụng để trong cái việc chụp ảnh nó thuận tiện và đơn giản hơn ở phần thứ ba là Sam sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn về cách chụp tại à, những điều kiện môi trường khác nhau ví dụ như chụp ngoài đường chụp như thế nào chụp trong à, bảo tàng à, chụp trong nhà à, chụp ở quán cà phê chụp áo dài ở chùa thì những phần hướng dẫn chi tiết này á, sẽ giúp các bạn hình dung là cách sam chụp như thế nào để các bạn có thể làm theo và cải thiện được cái phần ảnh của mình trong phần hướng dẫn chụp ảnh cơ bản này á, thì sam cũng à, hướng dẫn các bạn sử dụng những cái app và cách chỉnh sửa làm sao cho bức hình mình đẹp hơn. Ở mức cơ bản, sau khi mà các bạn hiểu được chụp hình rút cục, góc độ chụp ở cơ bản á thì Sam sẽ tiếp tới là hướng dẫn các bạn là chụp và sử dụng những kỹ năng chỉnh ảnh nâng cao. Đó là mình sẽ phối hợp rất là nhiều app với nhau và chỉnh ở những tính năng rất phức tạp. Thì phần này á đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ 3 phần trước phần 1, phần 2, phần 3 để các bạn có thể nắm vững được cái cách để chỉnh ảnh làm sao cho nó à nhìn như những bức ảnh gia chuyên nghiệp thì phần thứ tư này rất là quan trọng và cũng rất là khó cho nên là sam khuyến khích các bạn là nên chậm và chắc nghĩa là những phần đầu thì kiến thức của sam sẽ chia sẻ rất là chậm rất là kỹ thì mình nên xem hết những phần đầu để tiếp nối theo những phần sau thì giáo trình sam đã đọc theo những thông tin phù hợp các bạn thì khi các bạn học các bạn nên học theo các phần này để các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình thì sam, sam tin chắc rằng á, nếu các bạn tập trung và xem hết những cái hướng dẫn của sam á, và thực hành á, sam cũng sẽ chia sẻ những cái sụt hình lên để các bạn tập chỉnh sửa chắc chắn là các bạn sẽ chụp ra được những bức ảnh đẹp mà khiến mọi người phải ngỡ ngàng thì trước tiên để mà chúng ta bắt đầu khóa học á, thì mọi người sẽ cùng làm quen với sam qua các phần video những cái giới thiệu về tiểu sử của sam nhé Xin chào các bạn, tôi là Sam Nguyễn. Sam là một nhiếp ảnh nên cái tên này mang một thông điệp là những ai được Sam chụp ảnh thì đều sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, dính với nhau như đôi sam. Trong quá trình hơn 10 năm chụp ảnh của mình, Sam đã được may mắn đi hơn 20 nước trên thế giới, từ châu Mỹ đến châu Úc, châu, Úc, châu Âu và cả những vùng đất lãng mạn nhất như Maldives, Bali. Sam đã chụp cho rất nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, MC Ốc Thanh Vân, diễn viên Vân Trang, ca sĩ Nguyễn Hưng, hoa hậu Diễm Hương và rất rất nhiều người nổi tiếng khác đồng thời sam cũng là đại sứ thương hiệu của các hãng đàn nổi tiếng của mỹ như mcmoss và hãng đàn cực kỳ nổi tiếng và phổ biến tại việt nam là Godot. sam cũng minh dự là nhiếp ảnh gia đầu tiên và duy nhất hiện tại là người quảng bá du lịch của hàn quốc thông qua hình ảnh hàng năm rất nhiều lần tổng cục du lịch hàn quốc sẽ tài trợ cho sam để thực hiện các bộ ảnh tại đất nước xinh đẹp này một trong những điều tự hào của Sam là Sam đã sang Mỹ để tổ chức các lớp nhiếp ảnh chuyên nghiệp để dạy cho người Mỹ. Thông thường thì mọi người sang Mỹ để đi học, Sam tự hào vì có thể làm điều ngược lại. Sam có niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh. Niềm đam mê không chỉ dành cho việc chụp ảnh mà còn thông qua việc chia sẻ các kiến thức về nhiếp ảnh. Đó là lý do Sam đã tổ chức rất nhiều workshop nhiếp ảnh tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, cũng như xây dựng rất nhiều khóa học online về nhiếp ảnh. Sứ mệnh của Sam Nguyễn là sáng tạo và giúp đỡ mọi người tự tin, hạnh phúc hơn thông qua việc chia sẻ giá trị kiến thức nhiếp ảnh và hình ảnh. Những người được Sam chụp ảnh sẽ được gửi lời chúc phúc, gắn bó như đôi Sam, gắn kết không rời, giúp họ lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất để luôn tự tin và hạnh phúc. Những người nhận được các chia sẻ về kiến thức nhiếp ảnh của Sam sẽ tỏa sáng hơn trong công việc bán hàng cũng như hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Xây dựng được bệ phóng thương hiệu cá nhân qua những hình ảnh chỉnh chu hơn, bởi vì hình ảnh cũng chính là một phần của thương hiệu. Trong quá trình đi chụp ẩn trên hơn 20 nước trên thế giới á là Sam có kinh nghiệm chụp cho những người á, là khách hàng là những người không biết tạo dáng đó là một cái điểm khác biệt giữa Sam và những nhiếp ảnh gia khác bởi vì á, là những nhiếp ảnh gia mà chụp quảng cáo á, thì đa số là họ chỉ chụp được những cái người mẫu biết diễn còn khi mà Sam á, là chụp ảnh cưới thì Sam sẽ chụp cho những người mà không thậm chí là chưa bao giờ đứng trước ống kính đó là một trong những thử thách khó khăn và với cái kinh nghiệm mà chụp cho những người mà không biết tạo hình tạo dáng chứ ống kính á sam tin là mình sẽ giúp được cho các bạn những người à cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái việc chụp ảnh chúng ta là những người mới chúng ta chưa có kinh phí để thuê những cái mẫu chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những người á là nhân viên của mình hoặc là những người bạn hoặc là những cộng sự để mình có thể tận dụng tối đa cái nguồn lực tạo ra những bức ảnh đẹp với kinh nghiệm đi nhiều nơi trên thế giới á thì sam cũng có nhiều kinh nghiệm cho cái việc là chụp ảnh check in làm sao để cho nó đẹp hơn thì rất là thích hợp để những bạn bán quần áo lý do tại sao mà Sam tổ chức khóa học chụp ảnh bằng điện thoại này á để hỗ trợ cho những bạn kinh doanh online và cũng phần nào giải đáp thắc mắc những cái lầm tưởng cho các bạn về cái cách sử dụng máy cơ thì nhiều bạn nghĩ á là nếu mà tôi mua máy cơ về hình tôi chụp sẽ đẹp cái đó là một quan niệm rất là sai bởi vì á là máy cơ nó sẽ không cho bạn cái hình đẹp ngay từ hình gốc bởi vì cái cơ chế của máy cơ nó sẽ giúp bạn lưu lại nhiều chi tiết nhất có thể thì với những cái chi tiết được lưu lại nhiều nhất á, nó phù hợp cho việc hậu kỳ chỉnh sửa hơn là cái việc ra hẳn hình đẹp đó là lý do này nếu mà bạn mua máy cơ á, là bạn phải đầu tư thêm về kiến thức về hậu kỳ chỉnh sửa để bạn mới có thể chỉnh ra những bức ảnh đẹp giống như những bức ảnh này của Sam thì cái thời gian chỉnh sửa một bức ảnh của máy cơ nó sẽ lâu hơn rất là nhiều so với mình sử dụng điện thoại sử dụng điện thoại á, mình có thể chụp thông qua app những cái app nó sẽ hỗ trợ mình chỉnh sửa trực tiếp ngay trong lớp chụp luôn và có nhiều ảnh á, thậm chí là mình chụp xong mình có thể đưa thẳng lên mạng xã hội hoặc là mình post thẳng bán hàng mà mình không cần phải chỉnh sửa gì hết đối với những doanh nghiệp nhỏ thì sam khuyến khích bạn nên sử dụng điện thoại để chụp hơn là máy cơ bởi vì á máy cơ vừa phải đầu tư chi phí mất tiền mà vừa là tốc độ hoàn thiện chậm không có nhanh được như điện thoại và ngoài ra là bạn phải đầu tư thời gian để học chỉnh sửa và thật sự á là cái phần mềm Photoshop nếu mà bạn chưa biết sử dụng thì nó là một công cụ rất là phức tạp và không phải là chỉ dành 10, 20 tiếng thậm chí là 100 tiếng mà bạn có thể hiểu rõ được nó cá nhân Sam á, là dành hơn 5.000 giờ để mà có thể làm chủ được Photoshop đó là vì Sam là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp công việc chính của Sam là chụp ảnh còn nếu mà bạn là một người kinh doanh thì bạn chỉ cần làm sao để có hình đẹp để đưa lên những cái trang bán hàng để đưa lên mạng xã hội để phát triển việc kinh doanh của mình chứ bạn cũng không, không cần phải quan tâm tới cái việc à tôi phải học thêm nhiều kiến thức để có thể làm chủ cái việc đó Ở đây là những hình ảnh mà cùng một cái địa điểm chụp mà Sam ta chụp chụp cho MC Ốc Thanh Vân. Đây là hình ảnh mà Sam chụp bằng máy cơ. Và đây là hình ảnh mà Sam chụp bằng điện thoại iPhone 11 cho vợ của Sam. Thì các bạn thấy á, là cả hai đều đẹp. Thì tất nhiên á là cái máy ảnh cơ nó sẽ đẹp hơn. À, tuy nhiên á là cái bộ máy ảnh này á thứ nhất á, là rất là đắt tiền. Riêng máy ảnh và ống kính là trên 100 triệu rồi. Ngoài ra là Sam phải setup đèn, tốn rất là nhiều thời gian để chụp được bức ảnh đẹp như thế này. Sam phải dành thời gian chỉnh ảnh là mất cả tiếng đồng hồ cho một bức ảnh chỉnh sửa đẹp như thế này. Và là việc setup chụp nó cũng không đơn giản là phải mất tới 15 tới 30 phút để setup chụp cho một những bức ảnh đẹp lung linh giống như chụp cho ốc thanh vân. Và cái bức ảnh bên cạnh đó là bức ảnh Sam chụp cho vợ Sam á thì điện thoại chụp không cần phải setup gì hết sử dụng ánh sáng tự nhiên có sẵn chỉ cần mình hiểu về góc độ, hiểu về ánh sáng của mình làm sao để cái bức hình của mình nó đạt hiệu quả tối đa nhất. Và hậu kỳ thì chỉ mất có 2 tới 3 phút thôi. Những cái phần mềm hậu kỳ á, những cái app hậu kỳ á trên điện thoại nó rất là đơn giản và dễ sử dụng. Nó không như Photoshop trên máy tính. Bạn thấy á là cả hai hình đều đẹp. Nhưng ấy thì thứ nhất là đầu tư kinh phí rất là cao cho nên khi mà sam chụp ảnh cho khách á, thì sam mới sử dụng máy cơ bởi vì á, là khách hàng họ trả tiền cho sam để mong muốn được có một cái dịch vụ và những hình ảnh chất lượng nhất và khi mà sam du lịch thì bản thân sam là một anh gia chuyên nghiệp nhưng sam chỉ sử dụng điện thoại chụp mà thôi tại sao tại vì á, cái việc chụp điện thoại nó sẽ thoải mái hơn sam không phải mệt nghĩa là bây giờ á, là sam đã đi làm việc đã cầm máy ảnh rất là nhiều rồi thì bây giờ đi chơi mà còn phải cầm máy ảnh nữa thì rất là cực cho nên là mình muốn cái sự thoải mái và mình vẫn có hình đẹp và quan và quan trọng nhất là tính thời sự nghĩa là chụp xong là hôm đó mình có thể post hình lên facebook liền để khoe bạn bè là tôi đi tới một chỗ rất là đẹp còn với máy ảnh cơ thì Sam phải về nhà copy hình ảnh vào và mất cả tiếng đồng hồ để chỉnh bức ảnh với điều kiện là sam rảnh nhưng mà thường thì những cái công việc nó sẽ cuốn theo cho nên là những bộ ảnh mà sam đi với vợ sam ở rất là nhiều nơi nhưng mà đều đã không được thực hiện không được chỉnh sửa bởi vì nó tốn quá nhiều thời gian còn điện thoại thì sam đã giải quyết ngay trong cái lúc mà chụp luôn nghĩa là chụp xong thì tối đó về rảnh là mình à, đi chơi xong mình nghỉ ngơi và bây giờ mình sẽ chỉnh hình một bức hình chỉ mất có vài phút và mình sẽ post facebook mình khoe bạn bè là đây là một nơi rất là đẹp mà tôi đã đi tới đây thì cái hiệu quả và hiệu suất của nó tăng hơn rất là nhiều còn nếu mà bạn kinh doanh bán hàng thì bạn có thể tận dụng được cái chuyến du lịch của mình để mà kết hợp quảng bá và bán hàng cho sản phẩm của mình và bạn vẫn rất là có nhiều thời gian để thưởng thức cái chuyến đi chơi đó hơn là bạn phải giác lĩnh kỉnh giống như Sam đây đây là một trong những cái chuyến đi chụp hình của Sam Sam có rất là nhiều nhân viên hỗ trợ và sẽ sách rất là nhiều đèn nhiều thiết bị nặng cồng kềnh để chụp ra những bức ảnh tuyệt vời như thế này cho nên kéo theo việc sử dụng máy cơ nó không chỉ đơn thuần là cái máy và đầu tư kinh phí mà nó còn phải là đầu tư vào chuyên môn đầu tư vào thời gian còn điện thoại bây giờ nó sẽ rất là nhanh gọn những phần mềm, những cái app chỉnh sửa nó sẽ giúp cho các bạn làm những điều các bạn muốn với chất lượng được 60 tới 70% của máy cơ. Tham cũng sẽ giải thích cho các bạn thêm những cái lầm tưởng mình nghĩ về điện thoại á thì rất là nhiều người nghĩ cái điện thoại chụp ra cái dung lượng hình ảnh thấp, đó là quan niệm hồi xưa rồi. Còn bây giờ những cái máy ảnh hiện tại từ 2017 cho đi á thì nó có camera rất là tốt thậm chí là có những cái điện thoại á, là cái độ phân giải nó trên 40 megapixel tốt. và khử noi chụp đêm rất là tốt với những cái iPhone đời mới và hình ảnh á, mình hoàn toàn có thể phóng lớn được nếu mình có nhu cầu in ấn đặc biệt đối với nhu cầu bán hàng online thì Sam tin chắc rằng nó dư sức đáp ứng cái nhu cầu post hình ảnh của bạn trên tất cả những trang bán hàng và Facebook hoặc là những cái Instagram bạn có thể tham khảo đây là những hình ảnh mà Sam chụp khi mà đi du lịch hoặc check in Sam sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mình chụp được những cái bức ảnh đẹp như vậy Tất nhiên là khi mình học á thì nó sẽ không đơn giản chỉ là mình cầm máy lên chụp mình cần phải hiểu về kiến thức về bố cục ánh sáng và phối màu để có thể ra được những bức ảnh đẹp như thế này và cái phần này Sam cũng sẽ chia sẻ trong cái phần hướng dẫn cho các bạn ngoài ra một cái lầm tưởng quan trọng á là nhiều người nghĩ á là điện thoại thì không sử dụng cho mục đích chuyên nghiệp được thực sự á, là cái bức ảnh cái chất lượng nó khác nhau phụ thuộc rất là nhiều vào ánh sáng nếu mà bạn có kỹ thuật để điều khiển ánh sáng tốt thì bức ảnh của bạn sẽ đạt được chất lượng tốt hơn rất là nhiều so với những bạn mà họ không biết sử dụng ánh sáng đó là lý do tại sao mà mình cần phải đầu tư vào kiến thức về nhiếp ảnh hơn là đầu tư về thiết bị nếu mà đơn thuần chỉ cần cái máy ảnh đẹp máy ảnh xịn mà mình có thể chụp đẹp á, thì tất cả những cái người có máy ảnh xịn họ đã đều trở thành nhiếp ảnh gia rồi Sam biết rất là nhiều người á, là họ đầu tư mấy ảnh rất là tốt rất là xịn ống kính và ống kính lên cả tỷ bạc luôn nhưng mà chụp hình thì không dám đem ra khoe với ai hết bởi vì á, là không biết hậu kỳ nên ảnh gốc nó rất là xấu đó là một vấn đề mà không phải là ai cũng có thể giải quyết được mình cần phải đầu tư về kiến thức hơn là đầu tư thiết bị thì khi mà bạn đã có kiến thức rồi đó bạn cầm cái điện thoại bạn chụp cũng đẹp và bạn cầm máy cơ bạn tất nhiên là sẽ càng chụp đẹp hơn theo kinh nghiệm của Sam á là bạn thực sự không cần phải có một máy ảnh cơ trừ khi là bạn muốn bước vào con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp giống như Sam trở thành một nhiếp ảnh gia còn nếu bạn chỉ đơn thuần phục vụ mục đích gia đình kinh doanh shop online nhỏ và tầm trung thì bạn chỉ cần điện thoại là đủ rồi thì điện thoại nó chưa đáp ứng được công việc chụp ảnh của bạn mà nó sẽ giúp cho bạn nhiều công việc khác trong kinh doanh hơn nữa bây giờ Sam sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách mình sử dụng điện thoại làm sao để đạt được những cái bức ảnh đẹp như mình mong muốn